Chúng cháu là bốn đứa lần trước là đã sổ run rồi đây. Hôm nay là đến cái ngày tiêm phòng của chúng cháu, thì chúng cháu sẽ vào tiêm phòng mũi 1 nhá. Và bé này tiêm phòng mũi 1 xong là cũng về nhà mới rồi. Bé này bé đực lưỡi đen này. Đấy. Bé này bé cái lưỡi đen này. Hello, xin chào tất cả các bạn thân mến nha. Hôm nay lại đến lịch cái buổi tiêm phòng cho cái đàn cún mà video trước Hùng có cập nhật cái buổi sổ run đó. Thấm thoát mà đã 7-8 hôm rồi là đến lịch tiêm phòng rồi. Thì cũng như mọi khi thì mỗi khi mà có cái buổi tiêm phòng sổ run hoặc là có cơ hội Hùng thăm đàn cún thì Hùng lại chia sẻ những cái câu hỏi của các bạn cùng chơi gửi đến cho Hùng. Thì hôm nay thì lại một cái câu hỏi không phải của một bạn mà cũng rất là nhiều bạn gửi tới cho Hùng cùng một cái chủ đề. Là em có mua con chó ở chỗ ấy chỗ nọ, người ta có tiêm phòng rồi nhưng mà về chỉ 4-5 hôm là nó bỏ ăn, đưa đi thú y cũng không qua khỏi. Thì Hùng cũng xin chia sẻ các bạn. Thứ nhất, các bạn mua ở chỗ nào đó thì thực sự là phải tin tưởng cái nơi đó, người ta đã chắc chắn người ta đã tiêm chưa, hay là người ta nói là tiêm rồi nhưng mà người ta lại chưa tiêm. Cái điều quan trọng nhất là như vậy. Cái thứ hai nữa, có thể là người ta cũng tiêm rồi nhưng có rất nhiều trường hợp đã tiêm đến 2 mũi hoặc là đến 3 mũi rồi nhưng con chó bắt về chỉ 3-4 hôm là ốm bệnh và cũng không qua khỏi. Thường là những con chó con là hay bị bệnh đường ruột, rất là khó cứu chữa. Thứ nhất là mua được cái vaccine nó phải chuẩn, phải vào những cái nơi mà người ta bán vaccine chuyên nghiệp. Cái thứ hai nữa là vì sao tiêm phòng đến 2 rồi đến 3 mũi rồi con chó nó vẫn bị bệnh, thì là do là cái vaccine nó bảo quản nó không được đảm bảo. Chẳng hạn như là nó ở cái nhiệt độ thường quá lâu thì cái chất lượng vaccine nó kém đi, hoặc là nó bị hỏng hoàn toàn cái vaccine. Đấy, cái trường hợp thứ hai. Cái trường hợp thứ ba nữa là khi mà các bạn ấy mua vaccine về, có thể là vaccine chuẩn xịn rồi. Đấy, các bạn ấy tiêm phòng, trong cái quá trình kỹ thuật tiêm ấy thì nó lại không đúng. Hùng đã chứng kiến rất nhiều bạn tiêm, có video các bạn ấy cũng show ra cái buổi tiêm phòng cho con cún ấy. Thường thường ấy là vaccine thì bao giờ vaccine tiêm cún nó bao giờ cũng có hai lọ, một lọ dung dịch và một lọ vaccine. Thì chúng ta phải hút cái dung dịch này để bơm được cái vaccine khô này, sau đó chúng ta trộn đều lên, lại hút trở lại xi lanh này và tiêm cho cún. Thì Hùng thấy nhiều bạn là làm sai. Thứ nhất là hút cái dung dịch này nó không hết, và khi mà các bạn ấy bơm vào đây thì các bạn ấy hút cũng không hết. Tại vì theo cái quy định là của vaccine là nó có 1 ml. Nếu mà chúng ta mỗi một cái khâu mà bớt đi một chút, bên cái dung dịch này bớt đi một chút, bên vaccine khi pha rồi chúng ta bớt đi một chút, và khi tiêm này chỉ có 1 ml, các bạn ấy dùng cái xi lanh 6 ml tiêm là cũng không được đảm bảo. Khi mà vào cái xi lanh 6 ml này mà các bạn bơm không chắc tay, bơm không hết thì lại đọng ở trong cái xi lanh này một chút nữa, thì vô hình dung là chuyển qua 3 lần thì cái liều lượng vaccine đã bị ít đi và nó không đủ cái liều lượng để tiêm cho con chó. Thành ra là chúng ta cứ nghĩ là tiêm rồi nhưng mà thực sự là tiêm nó không hiệu quả, nó không cao. Ấy, còn vấn đề nữa là khi mà các bạn ấy pha vaccine xong rồi thì các bạn để đó, các bạn đi làm việc nọ việc kia, để cái vaccine mà ở nhiệt độ thường nó quá lâu, vô hình dung là cái vaccine nó kém chất lượng đi các bạn. Nếu mà để lâu quá là hoàn toàn nó hỏng, tại vì cái vaccine này luôn luôn phải bảo quản ở nhiệt độ từ 2-5°C. Khi mà hút ra cái xi lanh nó một tí này, các bạn để tầm khoảng độ 1-2 phút là nguội rồi. Và chúng ta để khoảng 15-20 phút ở cái nhiệt độ thường này nó lâu quá thì vô hình dung là nó giảm cái chất lượng của vaccine đi. Khi tiêm cho con cún thì chúng ta nghĩ là tiêm cho con cún rồi, đảm bảo rồi, nhưng mà thực tế ra là cái vaccine đã kém chất lượng, tiêm vào 2-3 mũi rồi. Khi mua về một tuần nó vẫn bị ốm bệnh và nó đi ngoài và cũng không qua khỏi. Một vấn đề thứ tư nữa là chúng ta không thể đảm bảo được chắc chắn rằng là khi con cún được tiêm được 2 mũi rồi thì nó mới được có 75% cái kháng thể để phòng bệnh thôi. Còn đôi khi chúng ta tiêm 3 mũi thì con cún mới được tầm khoảng độ 80-85% cái kháng thể để nó phòng bệnh. Ấy, còn đâu là 15% nữa, cái dịch bệnh nó quá lớn, nó ở ngay sát con cún mà nó hít phải, nó liếm phải, nó luốt phải thì cũng không tránh khỏi con cún nó bị mắc bệnh các bạn nhé. Đấy, đấy là cái trường hợp mà khi chúng ta tiêm đầy đủ vaccine rồi, đảm bảo rồi, tiêm đúng kỹ thuật rồi thì nó vẫn còn một cái phần trăm nhỏ nào đó mà con cún nó vẫn bị mắc bệnh. Đấy, đấy là cái những cái nguyên nhân mà khi mà con cún đã được tiêm phòng đầy đủ rồi mà nó vẫn bị mắc bệnh là như vậy. Hôm nay thì Hùng cũng xin chia sẻ các bạn một cái câu hỏi mà cũng rất nhiều bạn gửi tin nhắn cũng như điện thoại đến cho Hùng, và cũng có cái trình bày như vậy. Thì Hùng cũng chia sẻ mấy cái nguyên nhân khi mà con chó, một là chưa được tiêm phòng, hai là tiêm được tiêm phòng rồi vaccine không đảm bảo và kỹ thuật không đúng,
Và cái cuối cùng nữa là khi mà chúng ta kể cả tiêm đủ 3 mũi rồi thì vẫn còn cái phần trăm 10-15% lọt khe để con chó nó bị mắc bệnh. Khi mà nó luốt phải, nó hít phải cái dịch bệnh mà gần thì khả năng là vẫn mắc bệnh là bình thường các bạn nhé. Như chúng ta vừa rồi qua cái dịch bệnh cúm đấy, có người tiêm 3 mũi rồi vẫn mắc lại bình thường. Nhưng vấn đề khi mà chúng ta đã tiêm được phòng 2-3 mũi chuẩn rồi, đúng kỹ thuật rồi, chuẩn rồi, thì khi mà chúng ta phát hiện con cún bị ốm bệnh thì chúng ta đưa đi ngay thì cái cơ hội chữa khỏi cứu sống con chó rất là cao. Đấy, còn đâu là nếu mà chưa được tiêm hoặc là tiêm chưa đảm bảo, chưa đúng kỹ thuật, vaccine kém thì cũng như là chưa tiêm thì khả năng là cứu chữa rất là khó. Thì trong cái thời gian mà ngồi chia sẻ này thì Hùng cũng pha vaccine, Hùng để trong tủ lạnh rồi, bao giờ cũng thế, Hùng không bao giờ dám để ở ngoài trong thời gian chia sẻ 10-15-20 phút như này thì để ngoài vaccine nhiệt độ thường pha rồi thì nó lại kém chất lượng đi, thì Hùng vẫn để trong tủ. Bây giờ Hùng vào trong tủ lạnh, Hùng lấy cái vaccine ra, Hùng tiêm cho đàn cún. Thì bây giờ cũng không liên miên nữa nhá, Hùng tiêm phòng cho đàn cún luôn. Thế đứa nào vào trước đây, vẫn như cũ nhá. Đây, con lớn đầu đàn đây. Đây, con đực này. Em là đực nhá. Vẹn hổ này. Đấy. Em lưỡi đen nhá. Này, em lưỡi đen. Em này đã có chủ rồi nhá. Em tiêm mũi 1 xong thì khả năng là em về nhà mới, thì vì anh chủ là anh bỏ tiêm, cần tiêm mũi 1 thôi, là anh về anh sẽ cố gắng anh nuôi và anh sẽ tiêm cho anh cái lịch tiêm mũi 2, là anh sẽ đảm bảo anh tiêm mũi 2, mũi 3. Rồi, ok, xong rồi, xong rồi. À, em muốn tiêm hả? Rồi, ok, ok, rồi, một đứa, hai đứa đây, đứa hai đây. Đây, con này con vẹn vàng kem. Con nào cũng xoáy kiếm, đuôi cung, mặt đẹp này. Mặt sáng sủa, kẻ vẽ đẹp. Rồi, hai đứa. Rồi, ok, hai đứa rồi. Tiêm thì nhanh thôi, nhưng mà Hùng ngồi chia sẻ thì nó hơi lâu một chút. Thứ ba này, con đực đen. Con đực đen nhá, em đực đen này. Tai dựng nét hết rồi. Tất cả đều xoáy kiếm hết. Và cái lốt trắng trắng này không hiểu sao nó rụng lông, Hùng đang bôi thuốc, bắt đầu lên lông đen rồi. Rồi, ba em nhá. Trong cái quá trình tiêm này mà chúng ta không chuẩn bị kỹ ấy, tiêm này, thứ nhất là nó bị tuột mũi tiêm, nó bắn ra ngoài vaccine này, coi như là cũng là kém hiệu quả này. Thứ hai, nhiều người bạn xuyên một phát là xuyên từ bên này sang bên này, nó bơm hết ra ngoài luôn, thôi cũng tặc lưỡi, coi như là đã tiêm xong. Coi như là cũng không được luôn các bạn nhé. Rồi, ok. Các em rất ngoan, không dãy dụa gì. Em cái này, tai cũng dựng nét hết rồi. Hôm nay các em được hôm nay các em được 2 tháng nhá. Đấy, lưỡi đen. Gần 2 tháng rồi, được 58 ngày. Rồi, thế thì Hùng đã tiêm phòng xong cho đàn cún rồi. Qua cái video này, bạn nào mà có bất kỳ câu hỏi nào xoay quanh vấn đề mà kỹ thuật nuôi dưỡng con chó Phú Quốc, cũng như là vấn đề gì xung quanh con chó Phú Quốc này nói riêng, cũng như là các con chó nói chung, thì các bạn cứ đặt câu hỏi ngay dưới phần bình luận của video đó, Hùng sẽ dành thời gian Hùng trả lời các bạn sớm nhất. Và bạn nào thấy video hay hữu ích thì có thể là chia sẻ cái video này đi để nhiều bạn có thể hiểu được vì sao con chó nó hay bị ốm. Các bạn nhớ là đừng quên đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái nút hình quả chuông để khi Hùng ra video clip mới chia sẻ kiến thức về con chó Phú Quốc này, cũng như là cập nhật những cái đàn Phú Quốc con mới này, thì các bạn có thể nhận được ngay. Nhưng vào video thì Hùng cũng xin kết thúc ở đây, và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Rồi, xin chào.